hôm nay anh sẽ dắt một người về. Cậu không cần phải dắt ai hết, cậu ngồi đó tôi dắt cậu về, ok? Tôi thích làm cho người khác cười và cậu phải cần tôi. 29 tuổi mà đã trải qua bao nhiêu mối tình ạ? Hơn 20 mối tình. Em nói thiệt mà. Con gái Nghệ Anh không được cái gì, chỉ được cái dịu dàng với Trung Thủy thôi. Em cũng không? Vui nè. Trời em vui lắm, đi chơi với em là bao vui luôn nha. Cậu hãy tin là cậu là người cuối cùng của tôi. Em thấy anh giống lắm, nãy giờ em nhìn anh ngoài luôn đó, không biết anh có để ý không? Giống con rể má em. Ôi rồi luôn rồi. Em cũng chơi thể thao, em chơi chuyền nhưng mà không phải bóng chuyền, em chuyền tim em qua tim anh ấy. Trời ơi. Không biết trước giờ là Thoại đã quen bao nhiêu người hả? Tôi không quan tâm tới điều đó luôn á Thoại. Em đang hỏi chị ơi. Chị ơi. Anh nhìn lại. 8, 6, 5,